đấm nhanh, bất ngờ và điểm rơi biến hóa. Khi bóng đến, anh cũng phải có cái thao tác giống như mút, là nâng cái tay phải lên, kéo nhẹ tay phải về, đấm cái tay trái tới. Đánh gai, anh phải cảm nhận là bóng gần người. Bật hông, đúng. Bật hông lên trước mới đấm, đúng. Đầu bóng, đúng rồi. Khi anh đánh tay trái, thì anh phải dồn lực vào chân trái, tay nào chân đó. Đúng, rất tốt. Tốt. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bác, các cô chú, các anh chị. Dạ, tôi tên là Nguyễn Hữu Lợi, là học trò của thầy Tý Long. Và cũng là thành viên trong câu lạc bộ của thầy Tý Long. Tôi rất vinh hạnh được tham gia câu lạc bộ và được nhờ thầy hỗ trợ và chỉ dạy, cho nên tôi quýnh gai được khá hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn thầy Tý Long. Xin chân thành cảm ơn anh Lợi đã tin tưởng và tham gia tập luyện tại Tý Long Club. Hôm nay tôi xin mời các bác, các cô chú và các anh chị cùng nhau xem chúng tôi tập luyện và chỉnh sửa kỹ thuật đấm trái tay bằng gai dài như thế nào nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập kỹ thuật là đấm bóng trái tay bằng gai dài, chống bóng xoay lên. Dạ, bắt đầu anh. Anh đứng xích qua góc trái một tí. Đúng rồi. Anh thấy khi anh thực hiện cái kỹ thuật thì anh chưa có chuyển được cái trọng tâm. Khi thực hiện cái kỹ thuật đấm bóng gai, nó cũng tương tự như kỹ thuật đánh trái bằng mút. Thì khi anh đấm bóng, khi mình tiếp xúc quả bóng thì trọng tâm anh phải chuyển về cái chân trái. Đầu tiên mình phải tập cái thao tác cảm giác là chuyển trọng tâm trước, từ chân phải sang chân trái. Rồi, bây giờ anh thực hiện thử rồi. Trái phải, không cần bước lên bước xuống. Khi thực hiện kỹ thuật này, anh có thể đứng chân trái nó phía trước chân phải, do anh đánh bằng cái tay trái. Rồi, thứ hai là anh cũng phải sử dụng cái tay phải để anh định vị cái quả bóng. Và khi chúng ta tập đấm gai sang cái đường chéo thì cái trọng tâm của anh đầu tiên cũng phải hướng sang đường chéo. Rồi, và hai mũi chân anh cũng phải hướng về cái đường chéo, chân phải anh hướng về. Đúng rồi, khuỵu gối xuống, gấp lưng. Rồi, anh phải cảm giác anh hướng về cái đường chéo. Và điều đặc biệt anh cần lưu ý là khi đánh gai, chúng ta không chờ nhiều như mút, nên anh cần dời vị trí, đứng gần bàn, sát bàn. Sát bàn, mình thực hiện kỹ thuật khi quả bóng nó vừa nảy lên, chứ mình không chờ lên đỉnh cao nhất nhiều giống như mút. Và khi anh đấm gai, cái mặt vợt, anh cổ tay anh phải thả lỏng, cầm lỏng thoải mái hơn. Và mặt vợt anh để ngay tâm người. Khi bóng đến, anh cũng phải có cái thao tác giống như mút, là nâng cái tay phải lên, kéo nhẹ tay phải về, đấm cái tay trái tới. Đúng rồi. Và gai anh lưu ý là mình chủ yếu cái lực mình tập trung vào phần cổ tay và bàn tay là chính.
Nên khi anh thu về, anh đừng bật cái cẳng tay nó ra nhiều quá. Anh chỉ cần thả lỏng cái cổ tay về phía sau. Khi chạm quả bóng mình phải chắc, thả lỏng chắc, thả chắc, chắc. Và anh tập trung vào cái ngón cái khi tiếp xúc bóng. Tùy cái ngón cái vào, đúng rồi. Cố gắng hướng người theo cái góc bàn, đúng rồi. Chuyển chân. Anh đưa tay phải lên, nâng tay phải, đúng rồi. Kéo về đấm. Đúng. Đúng. Cảm giác thả lỏng cổ tay. Thả, bóp, thả, bóp. Em thấy anh vẫn còn sử dụng cẳng tay nhiều. Khi vào anh vẫn đấm bằng cẳng tay. Thả, bóp. Đúng. 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 Thả, bóp. Đúng. Rồi. Anh cho em mượn vật. Rồi, bây giờ em thử làm. Thì anh sẽ cố gắng anh cảm nhận anh nhìn em. Bây giờ em giao qua bên phải anh. Anh đánh đều sang bên trái của em. Em sẽ thực hiện kỹ thuật đấm gai. Đầu tiên khi qua ha, khuỵu gối xuống nè. Anh cảm nhận cái lực của cơ thể. Đánh gai anh phải cảm nhận là bóng gần người. Thường mọi người hay bị lỗi là khi bóng tới mình ráng cố gắng, mình nghĩ đấm phải mạnh, mình ráng cố gắng dùng sức của cái tay. Thật sự không phải. Đúng thời điểm, thả lỏng, cảm nhận chuyển cái chân và cái hông lên cái quả bóng trước. Khi vật, mặt vật gai chạm vào quả bóng xong mình mới bóp. Nếu như mình đấm trước nè, nếu như đây nè, thường là mọi người hay bị lỗi. Với tay đó, nó sẽ dễ bị dư. Hoặc là với, khi đó cái mặt vợt mình sẽ không ổn định. Mình với tay mình sẽ khó canh cái độ tiếp xúc vào cái quả bóng. Khi đấm bóng sẽ lên là anh cần tiếp xúc ngay tâm bóng. Thì anh cố gắng dựng đứng mặt vợt khoảng 90 độ. Chờ bóng tới, chạm ngay tâm bóng xong, lúc đó mình chuyển cái lực của cơ thể vào, mình bóp tay. Chủ yếu đánh gai là cái lực của người là chính, và cảm giác cổ tay và bàn tay. Chứ đừng đánh bằng cẳng tay nhiều. Và nhất là vai, không nên đó. Cảm. Rồi. Và anh lưu ý một điều, khi đấm gai mình không để đứng cái đầu vợt lên. Khi để đứng cái đầu vợt lên là bóng nó sẽ xu hướng nó cắm xuống. Và nếu như mình chúi đầu vợt xuống, bóng nó sẽ dễ bị bỏng lên. Đây là một số lỗi thường gặp. Nên khi đấm gai, đầu vợt phải ngang và cùi chỏ phải khép lại. Vì nếu đấm gai, cùi chỏ mà nâng ra là dễ sử dụng cẳng tay khi đánh. Cái lỗi này là nhiều người mới chơi, mới bắt đầu chuyển từ mút sang gai, quen động tác của mút. Đây là một số người bị lỗi là khi đánh gai nè, đánh mút quen rồi, đánh cái động tác trái tay của mút qua gai, thì sử dụng cái kỹ thuật đánh gai giống như kỹ thuật đánh mút, nó không hiệu quả. Nên mình phải để cùi chỏ thấp xuống, gần sát người thì mình mới tì được cái lực của cơ thể vào. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ anh tập lại đấm theo đường chéo. Rồi, nâng tay phải lên. Hai tay khi trước khi chuẩn bị đánh bóng là phải nâng lên ngang thắt lưng. Trọng tâm anh bị lỗi, anh phải chuyển tới chân trái, không có chuyển lùi. Chờ
chuyển cái chân và cái hông lên đó, chạm bóng là bóp tay thả, đúng rồi, chờ bóng chạm vào vợt. Cái điểm này quan trọng nha, mình bóp tay trước khi mình tiếp xúc bóng, tay bị cứng là sẽ không hiệu quả, tay vẫn thả lỏng chờ chạm vào rồi mới bóp. Đó, cái điểm này rất là quan trọng, nó là chìa khóa của kỹ thuật đấm gai. Đúng rồi, chờ chạm vào, chuyển cái lực hông lên, thiếu cái lực chân và hông, cái đó là bóp sớm. Đúng, 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 thả lỏng, chuyển. Chuyển, chuyển, đúng. Rồi anh bỏ vợt xuống. Rồi để tay lên, không, cong. Rồi chuyển cái hông, bật cái hông lên, không, bên này, cái hông bên này bật lên. Bật lên giống như cú đấm trong võ, chứ mình không có xoay. Chuyển, đấm, đúng, đấm, đấm, hạ lỏng, bật cái hông và chân trái lên, cùi chỏ anh hở nè, sai nè, khép lại giống như cú đấm là phải thẳng. Bật cái hông trước, không có bung tay trước, cái hông lên, đúng, cơ thể lên, đúng, tới mới nắm, đúng, thả lỏng, thả lỏng, cái hông lên, đúng, 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 bật hông, đúng, bật hông lên trước mới đấm, đúng. Anh thấy bóng nó lao rất căng, đúng rồi. Rồi anh có thể ứng dụng trong thực tế, khi đối thủ giao xoay lên hoặc lỏng dài sang bên trái của anh có thể anh đấm. Rồi anh chuẩn bị, chân và hông trước, đúng, đúng, trọng tâm, bật cái hông trước, thả lỏng, đúng rồi, cảm nhận cú đấm, đúng, bật hông, đúng, tì được cái hông vào trước, tì cái hông vào cái quả bóng á. Có số trái anh bị bỏng lên là do anh phản xạ tay, tay anh nhanh quá, anh bóp mạnh tay nó sẽ bung liền. Tì cái hông vào bóng, đúng rồi, tì cái hông vào chạm bóng tay mới bóp, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ kỹ thuật là đấm trái tay bằng gai dài, chống bóng gò cắt xoáy xuống từ đối thủ. Rồi bắt đầu. Tốt, thì sau khi tập kỹ thuật đấm trái tay bằng gai dài chống bóng xoáy lên thì anh có cảm giác đấm tốt, nhưng mà trọng tâm của anh vẫn bị lùi về sau. Là giống như cú đấm thì anh vẫn bị, khi anh đánh tay trái thì anh phải dồn lực về chân trái, tay nào chân đó. Còn anh đấm tay trái đôi khi có số quả anh bị dồn lực về chân phải. Nên cái lực của tổng hợp của cơ thể của anh chưa dồn vào cái mục tiêu, nên trái bóng nó chưa đạt cái lực tối ưu. Em thấy một số quả là anh bị, ví dụ em tay phải đi thì anh đang bị nè, đó, đang là anh đang lệch nè, đúng ra anh phải dồn tới đó, là cái lực của anh phải dồn tới. Và kỹ thuật đấm gai dài trái tay chống bóng lên xuống nguyên lý giống nhau, chuyển động giống nhau, chạm bóng, chuyển lực vào quả bóng xong bóp tay, tập trung cảm giác vào cổ tay, bàn tay, nhưng nó khác điểm tiếp xúc do xoay lên và xoay xuống. Thì khi đấm xoay lên thì anh dựng đứng 90 độ, tiếp xúc ngay tầm bóng. Thì khi đấm xoay xuống thì anh hơi nghiêng vợt
ngã vợt ra sau một tí, thì anh đấm có phần dưới cái quả bóng hơn một chút, là anh tiếp xúc khoảng điểm 4 giờ. Nhưng mà lực của mình vẫn phải đi tới. Rồi, tiếp tục, bắt đầu. Cảm nhận chuyển chân trước. Khi mình tập là mình phải tập cái chân trước, cái chân chuyển đúng đã, rồi mới tính tiếp tới cái hông và tính tiếp tới cái tay. Thường mình hay bị mình tập trung vào đấm tay, bóp tay. Đó, chân trước. Đúng, chân. Đúng. Đó, anh phải cảm nhận cái chân trước. Thả lỏng. Đúng, thả lỏng. Đúng, chân. Đúng, chân. Tốt, chân. Đúng, thư giãn. Thả, bóp. Đúng, chạm. Chờ bóng chạm. Đúng, thả lỏng. Đúng, thả lỏng. Đúng. Rồi, anh cho em mượn. Rồi, bây giờ anh gò bóng sang bên trái của em. Rồi, anh đang bị, anh đang gồng, giống như anh muốn mạnh. Anh phải nghĩ là gia tốc tần số nhanh, giống như thả lỏng, nhanh, nhanh, chứ không phải là cố, cố mạnh. Đó, vấn đề gai của mình là thật sự mình không phát triển lực được. Nếu phát triển lực thì mình sẽ tấn công, mình đánh mốt. Còn gai là phát triển tốc độ và yếu tố bất ngờ. Anh phải cảm nhận. Thư giãn, anh thấy luôn luôn cái tay em giữ gần người. Và khi chạm bóng bắt đầu mình bóp nhanh, bóp nhanh, thả, bóp thả. Anh hình dung giống như bóp thắng. Cảm nhận nó dần là thả liền, chứ đừng có cố bóp siết hết sức. Rồi em sẽ siết một số quả hết sức. Đó, nó dẫn đến là nó dễ dư lực, không kiểm soát được. Anh phải thư giãn, đấm nhanh, bất ngờ và điểm rơi biến hóa. Rồi bây giờ cũng ứng dụng thực tế là em sẽ giao bóng, anh sử dụng kỹ thuật đấm. Em giao bóng xoay xuống sang bên gai của anh. Thư giãn. Tì, tì cái chân và cái hông vào xong bóp. Đúng rồi. Thư giãn. Đúng rồi, có cảm giác bóp thả nhanh nha. Bóp nhanh, nhanh. Đừng có mạnh. Và quả hồi nãy nó bay ra ngoài là do cái trọng tâm, cái lưng của anh đứng hơi thẳng. Anh cần phải gấp lưng 45 độ xuống. Gấp lưng để cho cái lực nó hướng tới. Thì khi anh đứng là cái lực mình nó hướng lên. Gấp lưng 45 độ. Thư giãn vai. Đúng. Gấp lưng, tì chân hông bên trái. Đúng. Rồi anh thử đấm biến hóa tự do các điểm trên bàn. Đúng. Thư giãn vai. Đúng. Đúng. Đúng, rất tốt. Tốt. Rất tốt. Sau buổi tập luyện về kỹ thuật đấm trái tay bằng gai dài thì anh có cảm nhận như thế nào? Dạ, sau khi có buổi tập luyện với thầy Tỷ Long thì đường banh đấm gai của tôi nó tăng tốc hơn và nó hiểm hóc hơn. Xin cảm ơn thầy đã có buổi tập dượt dạy bảo ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn thầy Tỷ Long. Dạ. Xin chân thành cảm ơn anh. Và nếu các bác, các cô chú, các anh chị nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe, đăng ký kênh để
kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bác, các cô chú và các anh chị cần tư vấn về cốt vợt đánh gai hay những sản phẩm về gai, xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Chào tạm biệt các cô chú, các anh chị. Xin hẹn gặp lại mọi người những video hướng dẫn tiếp theo.